thưa quý vị và các bạn ngoài thuốc thì ngày nay chúng ta cũng sử dụng thực phẩm chức năng để hỗ trợ điều trị các loại bệnh vậy thì tác dụng thực sự của thực phẩm chức năng là gì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với phó giáo sư tiến sĩ trần đáng là chủ tịch hiệp hội thực phẩm chức năng việt nam để rõ hơn về vấn đề này thực phẩm chức năng nó là thực phẩm chỉ có nếu mình dùng đúng thì nó sẽ hỗ trợ cho vấn đề phòng chống bệnh tật nhưng cái tác dụng chính một là nó là thực phẩm Đấy thì nó sẽ hỗ trợ cho người ta chống được lão hóa đấy, kéo dài tuổi thọ đấy. cái thứ hai là tác dụng nó có thể tăng sức đề kháng của cơ thể lên và cái tác dụng thứ ba là nó làm hỗ trợ làm đẹp cho con người đấy, thế rồi cái tác dụng thứ tư là nó hỗ trợ đấy, là giảm được các nguy cơ bệnh và làm phòng ngừa được các bệnh tật và tác hại của bệnh tật hay là người ta gọi một cái từ tức là hỗ trợ điều trị thế thì cái cơ chế hỗ trợ điều trị là gì thì ta phải hiểu một là nó làm tăng sức khỏe chung thì thực hắc bệnh tật đẩy lùi cái thứ hai là trong sản phẩm thực phẩm chức năng nó có những hoạt chất mà như lúc nãy tôi đã trao đổi là nó giống như thuốc đấy nó có các hoạt chất mà nó tấn công vào các yếu tố gây bệnh ví dụ trong sản phẩm thực phẩm chức năng của cây cỏ nó có iridoid iridoid là cái chất mà đã được khoa học thế giới công nhận nó là làm giảm mỡ máu giảm đường máu chống được các phát triển của tế bào u thế hoặc là có ta sôn trong dầu thông đỏ là nó chống đột biến adn là phòng ngừa được ung thư thế rồi là một số hoạt chất ví dụ như polyphenol là người ta đã, đã chứng minh được chống đột biến tế bào trong trà xanh ấy, và chống được mỡ máu và chống được đường máu vân vân thế thì như vậy là bản chất thực phẩm chức năng nó có những cái hóa chất có những hoạt chất sinh học mà nó tác động như thuốc thì như vậy nó đánh vào trực tiếp các nguyên nhân gây bệnh thì đấy là cơ chế thứ hai, cái cơ chế thứ ba là nếu anh dùng thực vật chức năng nó có thể làm tăng cái hiệu quả của tân dược lên và giảm tác dụng phụ của tân dược xuống. Tôi nói đơn giản nhất để mọi người dễ hiểu khi người ta bị ung thư thì người ta dùng hóa chất và xạ trị, hóa chất và xạ trị là tiêu diệt các tế bào non ác tính của ung thư, cho nên nó tác dụng chữa ung thư. Thế nhưng xạ trị và hóa chất nó không phân biệt được tế bào non lành tính và tế bào non ác tính, cho nên người ta mới bị rụng tóc người ta mới bị trụi lông người ta mới bị viêm niêm mạc dạ dày sinh ra chán ăn mệt mỏi vân vân thế còn thực phẩm chức năng ấy nếu anh dùng phối hợp vào thì nó phân biệt được đâu là tế bào non ác tính và đâu là tế bào non lành tính nó chỉ đánh tế bào non ác tính